Em thân mến, như vậy là thầy đã giới thiệu cho các em xong các cái bài tập cơ bản về cực trị của hàm bậc 3. Thực tế thì còn rất nhiều các cái bài tập đa dạng khác, nhưng mà vì thời gian có hạn cho nên là thầy chỉ cung cấp những cái bài toán cơ bản như vậy. Còn lại đề nghị các em làm các cái bài tập ở dưới phần mà file thầy đính kèm, cộng với các em có thể in cái tài liệu thầy giảng dạy ở phía dưới, trong đó sẽ còn rất nhiều bài tập để các em xem xét. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang phần cực trị của hàm trục phương, là sang phần 25 ạ. Các bài toán cơ bản về cực trị của hàm trục phương. Thế thì các em muốn giải quyết được các cái bài toán này thì điều đầu tiên các em cần phải nhớ lại lý thuyết. A là lý thuyết. Ở phần chuyên đề khảo sát hàm số, sau khi khảo sát hàm trục phương xong thì thầy đã tổng kết đồ thị hàm trục phương cho các em. Nhưng bây giờ thầy xin nhắc lại để các em nhớ, để chúng ta ứng dụng vào bài tập. Các em lưu ý là hàm trùng phương y bằng ax mũ 4 cộng với bx bình phương cộng c với a khác không, thì đồ thị của nó sẽ có hai dạng. Các em nhớ nhé, hai dạng này. Dạng thứ nhất này có cực đại cực tiểu. Đấy, trong trường hợp này là một cực đại này, hai cực tiểu này. Và đồ thị của nó đi từ trên đi xuống. Thầy đã nhắc rồi, nhìn đồ thị phải nhìn từ trái sang phải. Từ trái sang phải em thấy đồ thị đi từ trên đi xuống. Và để đi từ trên đi xuống thì bắt buộc cái hệ số A này là phải dương. Hệ số A này, tức là hệ số x mũ 4, A dương. Thế còn nó là hình chữ M, hai cực đại một cực tiểu. Trong trường hợp này thì cái hệ số A này nó lại phải âm. Đây là cái dạng thứ nhất. Đây là dạng thứ nhất của đồ thị hàm trục phương. Còn cái dạng thứ hai thì nó là parabol. Nó thế này. Chỉ có một cực trị thôi, cụ thể là cực tiểu. Vì trong trường hợp này là A của ta dương. Còn parabol úp xuống, tức là có cực đại. Trong trường hợp này thì hệ số A của ta âm. Đây chính là dạng 2. Thế thì em nhớ là cái hàm trục phương này, thứ nhất là có cực đại cực tiểu. Đây này, cái dạng 1 này, có cực đại cực tiểu. Hay còn nói là có 3 cực trị. Có 3 cực trị. Thế thì điều này xảy ra khi và chỉ khi phương trình y phẩy bằng 0 có 3 nghiệm phân biệt. Đấy, cái dạng mà có cực đại cực tiểu này, tức là có 3 cực trị. Y phẩy bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Còn cái dạng dưới, tức là có một cực trị. Có một cực trị khi và chỉ khi y phẩy bằng 0 có một nghiệm. Và các em còn lưu ý là trong trường hợp mà có một cực trị thì muốn nó có cực trị là cực tiểu thì cái hệ số A này phải dương. Còn nếu có một cực trị mà cực trị đó là cực đại thì hệ số A này phải âm. Số A. Thì các em lưu ý những cái lý thuyết như vậy để ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập mẫu. B nhỏ, bài tập mẫu.
cho hàm số y bằng